viên đốt miếng gáo họ nướng tôm nha mọi người. Được bịch tôm. Đó, bịch tôm họ nướng. Đái nha mọi người, à, chị đông ca đông đái đó, à, chị có mớ cá nè, mua mớ tôm của chị á, bán cá nha mọi người, ngay lầu gạch nha, chị này bán cá nè, giờ này mấy giờ? Em là đưa 2 giờ. Khoảng 2 giờ mấy là 2 giờ là có cá nha mọi người, à, người lại tới ủng hộ người này nha, ở cười dễ thương á. Hôm nay mình có tôm mình nướng mãi rồi nè mọi người. Nay mình được mua được mớ tôm nha mọi người. Mình chấm muối tiêu chanh nha. Mời mọi người nha, mình lột mọi người. Mời mọi người nha. Nướng rất là thơm nha. Thơm rất là ngon nha mọi người. Mời mọi người nha. Nướng thì nó thơm lắm mà ngon lắm mọi người, ngon bá lắm. Bên mua 150 ký mấy người mày đóng mà đái á, mua mấy người mày là đan á, xong mình là xong xong hàng luôn. Cái mùa này mùa nước nước mặn á, theo con nước á, ngon lắm. Nãy này mình nướng nước mặn á mọi người, nhưng mà nãy mình cũng có ướp thêm tim muối với miếng bao bột ngọt với ớt, ngon ngọt thơm. Tôm xong mình nha mọi người, không phải là tôm nuôi, rất ngọt thơm, ngập nên nướng nữa, nướng nó thơm nha mọi người, tóc gió mày, đây mày, tám cho tao ăn gì? Em rửa một ký á. Hôm nay mình mua mấy gom em bà bán mình có 100 ngàn, còn nhiều bà bán nhiều hết rồi, là mình mua theo cùng. Mình tôm này ngon ăn cái tay nó nè, và nãy mình nướng khoang á, mấy con khét khét gì nè ngon.